cái xe bus này là cái xe bus của casino của thành phố Boston đó, có để cái chữ Boston đó. Thì cái xe này họ đậu ở đây, họ đón khách đi xuống sông Bài á, đi xuống sông Bài đánh. Thì cách nay độ chừng một tháng thì casino họ bị lockdown. Kinh tế của Boston là lockdown toàn tiểu bang. Thì chính phủ họ mới cho mấy cái người này đánh bạc, chơi quýnh bài độ chừng khoảng chừng một tháng nay. Thì khi mà vừa mở sòng bài cho bà con tới đánh á, cách nay khoảng một tháng á, trong 4 tuần á, thì báo chí họ đăng á là sòng bài họ thu ở trong cái tiểu bang Massachusetts á, họ thu được khoảng chừng 45 triệu đô la tiền mà người ta thua đó. Thì mặc dù hôm nay á, là ngày mùng 4, ngày 4 tây tháng 9, sáng thứ sáu, mặc dù kinh tế họ mở lại nhưng mà cái tình hình cúm Vũ Hán nó còn bị nặng lắm. Mỗi một ngày như vậy thì trung bình có khoảng 100, có ngày 200, 200 mấy tùy theo, nhưng mà trung bình nó cũng còn bình thường như vậy đó. Thì thời buổi bây giờ đó, người ta đi tới chơi bài á, thì người ta không có tự do đi vô cửa như ngày xưa. Tại vì họ giãn cách đó, bắt mình phải ngồi, phải đứng xếp hàng đồ, đi siêu thị đồ gì đó phải cách nhau 6 feet. Thì nếu mà ai mà muốn đánh bài á, thì phải đăng ký. Đăng ký thì trong cái tiếng Mỹ nó gọi là reserve á. Reserve á, đăng ký. Thì sau khi mà mình đăng ký xong á, thì mình đi tới cái địa phương, chẳng hạn như cái chỗ này là cái thành phố, cái thị trấn Quincy đó. Còn nếu mà mình ở mấy cái thị trấn khác, mấy cái thành phố khác đó, thì họ cũng có xe mình đi tới. Có nghĩa là mỗi một cái thành phố gì vậy là họ gãi khắp nơi hết á, xe buýt á, họ đậu khắp nơi á, họ đón mình, đậu chừng nào khách lên rồi đúng giờ đó là họ khởi hành, mở cửa sẵn vậy đó cho lên. Đó thì ai mà đánh bài đó là đi lên cái xe này. Thì người ta nhìn cái chữ của cái sòng bài đó các bạn, cái chữ nó để là Encore đó, người ta nhìn vô đó là người ta biết là nó là casino của Boston. Là người ta nhìn cái chữ này nè, Encore này nè, là người ta biết cái xe buýt này là cái xe của sòng bài. Đó thì hồi xưa đó thì mình tự do, mình muốn đi vô đánh bài thì mình tự do, mình cứ đi lên. Còn bây giờ trước khi mình đi lên thì tài xế sẽ hỏi mình có đặt chỗ chưa, đặt cái bàn chưa, là tại vì người ta giãn cách đó. Giống như chính phủ họ nói là kinh doanh thương mại đó thì phải giảm giống như công sức hoạt động là 40%. Thí dụ như hồi xưa một bàn là một bàn đánh xì dách là 12 người ngồi vòng tròn trên cái bàn, thì bây giờ mỗi một bàn là họ cho 4 người đánh, thì mỗi một cái người ngồi, một cái người ngồi đó thì họ có căng một cái miếng BK đó, cái miếng kiến đó họ căng ra. Rồi ở trước mình cũng vậy nữa, người chia bài á, người cái chia bài đó họ cũng có cái miếng kiến, cái miếng kiến giống như cái miếng kiến này nè, bằng nhựa, bằng mũ, bằng bica đó các bạn. Đó thì họ có cái lỗ họ đặt vậy đó, mình đút tiền vô mình đổi hay là chung tiền vậy đó. Còn ở trên á thì cái người cái mà chia bài á thì họ có cái miếng kiến cho cái hơi đồ mình nói chuyện á, cho nó đừng có thông qua đó.
Thì mỗi một bàn đánh bài á, thì hồi xưa đó là ngồi đầy đủ á, khoảng chừng 10 người. Thì bây giờ họ sụt xuống một bàn còn 4-5 người, chứ không có cho hoạt động 100% công sức đó. Thì mình có người quen mình kể cho mình nghe đó, họ ghiền bài đó, đi đánh bài. Thì lúc đầu không biết á, đi lụi lụi đi vô, tưởng đâu tự do như ngày xưa vậy. Đi tới cái cửa họ nói thời buổi bây giờ là cấm Vũ Hán, muốn chơi bài thì phải đi về lấy cái số điện thoại gọi vô để đặt chỗ, gọi là reserve đó. Reserve đó, đặt chỗ. Đó thì ngày hôm nay là ngày 4 tây tháng 9 năm 2020. Ở bên đây đó là lễ lao động. Người ta gọi dân Mỹ gọi là Labor Day đó. Tuần này ở bên Mỹ là lễ Labor Day. Đó. Ai muốn đánh bài thì cứ đi lên đặt chỗ xong rồi đi lên xe buýt. Thường thường á nó casino á nó câu khách mình. Nó tới nó đưa rước mình miễn phí, tùy theo có những cái tuyến đường xa chạy xuyên bang á, từ tiểu bang này qua tiểu bang kia đó, thì họ lấy mình 10 đồng tiền xăng, nhưng mà họ cho mình mấy cái coupon á, mấy cái phiếu đó, cái tem á, để mình lên mình chơi đặt bài hay là mình ăn miễn phí rồi vậy đó. Đó thì tuần này ở bên đây là lễ, thì cho đến thời điểm này thì cúm Vũ Hán ở bên đây nó còn cũng rất là nặng. Một ngày trung bình đó, 100 mấy ca, có nhiều ngày mình đọc tin tức thì họ có 200 mấy ca. 200 mấy ca nhiễm là ở cái thành phố Boston, ở cái tiểu bang của Massachusetts đó, chỗ của mình sống đó.